Có thể thấy hiện nay dòng game multiplayer trên di động đang thật sự phát triển vô cùng mạnh mẽ và có thể xem là lựa chọn giải trí hàng đầu hiện nay dành cho giới trẻ. Và chỉ cần dạo quanh một vòng hai khóa ứng dụng di động phổ biến là đập vào mắt chúng ta không biết bao là tựa game, mà đa phần chúng đều là game multiplayer với tiêu chí cốt lõi là tạo nên những sân chơi ảo, là nơi cho mọi người giao lưu gắn kết tình cảm lại với nhau. Và sẽ có rất nhiều thể loại mà bạn có thể lựa chọn, từ game thế giới mở, game sinh tồn, game kinh dị hay là game bắn súng. Hoàn toàn có thể lựa chọn một game để thi đấu và giành chiến thắng. Và trong video này, thay vì chỉ đơn thuần là giới thiệu những game mới có thể chơi chung multiplayer, thì mình sẽ còn phân loại chúng theo những chủ đề và thể loại khác nhau, với hy vọng có thể giúp bạn tìm được một game ưng ý để giải trí cùng với nhóm bạn hay là người thân của mình. Và có thể xem những game sau đây đều là sản phẩm ưu tú nhất trong thể loại của chúng trên nền tảng di động. Nếu bạn đang tìm kiếm là một game thế giới mở có thể chơi chung với nhóm bạn, và đặc biệt còn là một fan trung thành của series GTA nổi tiếng, và mong muốn tìm kiếm một trải nghiệm tương tự trên thiết bị di động, thì ngoài bộ ba game trilogy chính chủ trên điện thoại gần đây, thì mình cũng sẽ có những lựa chọn khác cũng thú vị không kém, nhưng lại có thể chơi roleplay cùng với nhóm bạn của mình. Và game đầu tiên sẽ là City of Outlaws, game dự kiến ra mắt trong mùa hè năm nay, cũng là sản phẩm nhập vai xã hội đen có lối chơi tương đồng GTA. Game với tiêu chí cuối cùng là tạo cho game thủ thật nhiều sự lựa chọn trong việc trải nghiệm cuộc sống, từ hóa thân thành một tay anh chị trong thành phố, hay là hoàn lương bằng những công việc kiếm tiền lương thiện, và dựa vào số tiền mình làm ra để mua nhà cửa, quần áo, sắm ô tô hay là đi du lịch. Lựa chọn thứ hai cũng thú vị không kém là Grand Criminal Online, nổi bật với phong cách tự do thế giới mở, có thể thoải mái lái xe bắn súng trong thành phố. Bạn sẽ hóa thân vào một nhân vật trong game, hoàn thành một loạt nhiệm vụ trong thành phố đầy hỗn loạn, và mỗi lựa chọn của bạn ở đây đều sẽ dẫn đến những diễn biến khác nhau, và toàn bộ sẽ là những trải nghiệm đa dạng thú vị. MadOut phần thứ hai cũng là con game chắc chắn không thể bỏ qua, nổi bật với chế độ roleplay thật đến đáng kinh ngạc, và trong chế độ này có thể tham gia với hơn 200 game thủ khác, bước vào cuộc chơi sinh tồn trong vùng đất rộng lớn, sẽ thi đấu làm việc cùng với nhiều đối thủ khác nhau, tạo dựng những mối quan hệ xã hội y như là ngoài đời. Đã vậy game còn sử dụng đồ họa 3D mô phỏng tỉ mỉ, với rất nhiều nội dung khác nhau để bạn khám phá, cùng một kho vũ khí và phương tiện vô cùng nhiều, thoải mái cho bạn sưu tầm về kho đồ của mình. Cuối cùng là Vice Online, game có hơn 10 triệu lượt tải xuống, có thể xem là bản sao của GTA nổi tiếng. Lối chơi của nó cũng đầy tính tự do, khi bạn được thoải mái khám phá thế giới mở rộng lớn, xây dựng thế lực băng đảng, tạo dựng địa bàn trong thế giới ngầm, có thể đua xe tốc độ cao, bắn súng gây cấn, thậm chí là mở công việc kinh doanh của bạn với bạn bè, có thể làm tất cả những gì bạn muốn để chinh phục thế giới ảo của Vice Online. Và đây là 4 gợi ý của mình nếu như bạn đam mê phong cách game tự do thế giới mở, đặc biệt là muốn tìm một game có thể chơi roleplay trên di động, thì cả 4 tựa game này đều có thể đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đó. Còn riêng với bản thân mình, thì có lẽ MadOut 2 sẽ là con game mình lựa chọn, với chế độ roleplay có thể nói là hoàn chỉnh nhất hiện nay cho di động. Còn với việc game thủ Việt Nam tham gia tựa game này thì cũng rất đông. Còn với dòng game đua xe thì hiện tại chúng ta đang có rất nhiều lựa chọn, và ngoài những game nổi tiếng như là Asphalt 9, F1 Mobile Racing Master, thì gần đây nền tảng di động cũng đón chào rất nhiều tân binh mới. Và đầu tiên trong số đó phải kể tới là iRacer, với bản tiếng Việt mang tên là Tay đua tuyệt đỉnh. Game mang đến những pha hành động tốc độ cao trên di động, sở hữu cho mình một kho phương tiện vô cùng đẹp mắt, với những công cụ có thể tùy biến từ nhân vật cho đến xe cộ. Đã vậy còn có thể nâng cao trải nghiệm đua xe bằng những công nghệ tiên tiến nhờ kỹ năng tối thượng của mỗi phương tiện. Hoàn toàn có thể là vun vút bay lên cao trên không trung, thậm chí là biến nó thành nhiều loại máy khác nhau. Lựa chọn thứ hai cũng chất lượng không kém là Carx Street Mobile, là dự án mang đến thế giới đua xe năng động và cởi mở, có thể tận hưởng cảm giác trở thành một tay đua đường phố, mang đến một cuộc phiêu lưu hấp dẫn dành cho những phượt thủ. Đã vậy game còn có đồ họa 3D rất đẹp mắt và chi tiết, sẽ cho người chơi đắm chìm vào những cuộc đua tốc độ nhanh, phải nói là mãnh liệt hưng phấn tột độ. Cái tên kế đến cũng cần phải nhắc tới là Need for Speed Mobile, là dự án game đua xe thế giới mở rất tiềm năng và dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian tới đây. Nó là phiên bản mobile của IP Need for Speed nổi tiếng, cho game thủ tung hoành trên bản đồ lên tới 100 km vuông. Bạn có được thử sức với hơn 30 mẫu xe đua cao cấp, tự do can thiệp thay đổi hiệu suất trên từng chiếc xe, cung cấp rất nhiều tùy chỉnh thú vị, từ việc thay thế phụ tùng cho đến trang trí và thay đổi kiểu dáng xe, đi kèm với hệ thống nhiệm vụ cơ bản và đường đua thế giới mở, cho chúng ta được thử qua từ những màn chơi đơn giản cho đến những trận so tài khắc nghiệt trong chế độ xếp hạng. Và đối với mình thì trong số 3 tựa game này, có lẽ Carx Street Mobile là con game thú vị nhất, đáp ứng phải nói gần như trọn vẹn mọi nhu cầu chơi game của mình, hấp dẫn với lối chơi tốc độ nhanh và đồ họa cao cấp. Đã vậy game cũng thường xuyên cập nhật rất nhiều nội dung thú vị, và cộng đồng game thủ Việt đang chơi tựa game này cũng rất đông. Nếu nhắc đến dòng game sinh tồn có thể chơi chung multiplayer, thì chắc chắn nền tảng di động hiện tại có rất nhiều cái tên, vì đây có thể xem là dòng game phổ biến nhất nhì hiện tại. Nhưng nếu để chọn ra một vài cái tên, thì bạn có thể nghe mình cân nhắc lựa chọn. Đầu tiên sẽ là Last Island of Survival, với lối chơi chủ đạo vẫn sẽ là thu thập tài nguyên, sau đó trang bị cho mình những món công cụ vũ khí và tiêu diệt những đối thủ bạn gặp trên đường. Hoặc cũng có thể chờ đợi một game mới là Asphalt, khai thác chủ đề hậu tận thế kết hợp bắn súng sinh tồn. Và ngoài việc cung cấp những trải nghiệm chơi đơn, thì Asphalt còn mang đến chế độ tổ đội rất hay, để người chơi cùng nhau khám phá những khu vực mới và chiến đấu chống lại vô vàn quái vật to lớn. Nếu như PUBG Mobile hay là Free Fire sẽ là những cái tên đầu tiên chúng ta thường nghĩ đến khi nói về game bắn súng Battle Royale. Thế nhưng ngoài những cái tên đó, thì năm 2024 làng game di động cũng có sự xuất hiện của những tân binh mới phải nói là vô cùng tiềm năng. Và trong số đó nổi bật hơn cả chính là Warzone Mobile, thành công đã chứng minh khi sau một ngày ra mắt, game đã kiếm về hơn 5 tỷ dễ như ăn bánh, ghi nhận hàng loạt thành tích khủng mà những bom tấn khác phải mơ ước. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận Warzone Mobile đang chưa thể hiện phải nói là quá tốt so với những gì game thủ đã từng mong đợi về con game này. Game nhận về rất nhiều đánh giá thấp trên toàn cầu, kèm theo đó là những lời chê trách phản ánh về những gì tựa game này đã thể hiện. Và có lẽ Call of Duty Warzone Mobile sẽ là một bài toán khó hơn, bởi game được làm ra dành cho nền tảng di động. Việc cập nhật để game thể hiện xuất sắc như phiên bản PC và console chắc chắn sẽ là một chuyện không dễ dàng. Tuy nhiên với doanh thu tốt và sự ủng hộ to lớn từ cộng đồng, có lẽ Activision sẽ có những điều chỉnh hợp lý và không làm người chơi thất vọng. Hoặc là bạn cũng có thể thử qua con game Farlight 84, cũng là game sinh tồn chạy bò bối cảnh tương lai, nổi bật với hệ thống nhân vật và trang bị thiết kế chỉnh chu. Game rất sáng tạo khi thêm vào một loạt tính năng mới mẻ, từ tạo lá chắn, phóng lựu, bom khói, dưỡng khiên, quét radar, hay thậm chí là tạo ra một con robot nhỏ hỗ trợ chiến đấu, khiến cho những màn giao tranh trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. Và cũng có thể lựa chọn là game Blood Strike, được xem là phiên bản khá tương đồng với Warzone Mobile, nhưng lại có lợi thế là cấu hình thấp và dung lượng nhẹ. Và kể từ khi ra mắt từ tháng 3 năm 2024, game đã nhận được sự hoan nghênh từ game thủ trên toàn thế giới, trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho người chơi ở mọi lứa tuổi. Game kinh dị multiplayer thì quả thật chúng ta không có nhiều lựa chọn game mới, nhưng nếu để kể ra một vài cái tên, thì Dead by Daylight có thể xem là lựa chọn ưu tiên hàng đầu, là trò chơi hành động kinh dị 4v1 rất thú vị. Game đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Bản mobile của nó đem đến một trải nghiệm multiplayer rất thú vị, cùng một số bản DLC làm cho nội dung game đa dạng hơn. Hoặc là bạn cũng có thể cân nhắc với con game Mimicry, cũng sẽ mang đến trải nghiệm kinh dị kịch tính mới lạ, có hệ thống quái vật độc đáo và có thể biến thành bất kỳ người chơi nào. Game còn hấp dẫn hơn khi thành công xây dựng bầu không khí u ám, bố trí những tình huống chạm trán với quái vật đầy bất ngờ. Và nếu hai tựa game vừa rồi mức độ kinh dị vẫn chưa đủ đồ, thì The God Multiplayer chắc chắn sẽ làm thỏa mãn được bạn, là game kinh dị với những màn hù dọa bất ngờ, mang đến trải nghiệm đáng sợ nhưng cũng rất hấp dẫn, làm cho bạn phải cảm thấy căng thẳng khi cố gắng trốn thoát khỏi những nơi bị ma ám, đồng thời hóa giải những câu đố phức tạp trong khi trốn tránh thế lực siêu nhiên đang lẩn khuất. Và trong số 3 tựa game kinh dị này, thì The God Multiplayer sẽ là con game mà mình khuyến nghị là bạn nên chơi thử cùng với nhóm bạn. Nhắc đến game multiplayer thì chắc chắn không thể bỏ qua là game đối kháng, và mình cũng đã vừa kịp cập nhật một video về dòng game này, bạn có thể tìm lại để xem đầy đủ. Còn ở đây thì mình chỉ sơ lược một vài cái tên tiêu biểu, mà đầu tiên sẽ là Shadow Fight Arena, con game thuộc hàng huyền thoại trên nền tảng di động, và cái tên của nó cũng đủ để nói lên chất lượng, mang tới một trải nghiệm PvP hoàn chỉnh, nơi người chơi sẽ chiến đấu trong những trận đánh 3v3, đi kèm đồ họa đẹp mắt mượt mà. Tất cả vũ khí, nhân vật và hiệu ứng đều được tạo lại từ đầu, góp phần tạo nên trận chiến độc đáo. Game đối kháng thứ hai có thể nói ra ở đây là One Piece Ambition. Game đang trong giai đoạn hoàn thiện và sẽ sớm được công bố trong thời gian tới đây. Mà cụ thể đây là sản phẩm game đối kháng của Tencent, sử dụng nguyên tắc IP One Piece nổi tiếng, tập trung vào những trận đấu tay đôi theo kiểu màn hình ngang, giữ nguyên phong cách thiết kế 2.5D của Naoto Mobile, vì đây vốn dĩ là sản phẩm đến từ Morphin Studio. Và cũng sẽ còn rất nhiều tựa game khác cũng thú vị không kém, ví dụ như là Haikyuu đến từ vũ trụ liên minh huyền thoại, hoặc là Breaking Dawn đến từ thế giới của vương giả vinh diệu. Và game MOBA đáng chơi trên di động trong năm 2024 thì không ai khác chính là Vương giả Vinh Diệu bản quốc tế, cũng đã chính thức ra mắt vào ngày 20 tháng 6 vừa qua. Và cũng đúng như dự đoán của mình trước đây, hiện tại game chưa hề phát hành tại khu vực Việt Nam, và để chơi thì chúng ta cần vượt rào rất chi là mất công. Game được cộng đồng game thủ biết đến rộng rãi, bởi tựa game này được coi như là khởi nguồn của Liên Quân Mobile chưa danh. Và với việc Liên Quân đang thống trị tại Việt Nam như hiện nay, thì cũng sẽ rất khó để nói rằng Vương giả Vinh Diệu có thay thế Liên Quân hay là không. Và nếu như game Vương giả Vinh Diệu tạm thời chưa có ở Việt Nam, vậy thì tại sao bạn không thử qua là Liên Minh Tóc Chiến hay là Mobile Legends: Bang Bang, cũng là hai tựa game có thể nói là có số má tại thị trường game mobile Việt của chúng ta. Hai tựa game này hiện tại đã được duy trì vận hành tương đối ổn, với những giải đấu lớn cả trong nước và khu vực, và có thể xem là đối thủ cân tài cân sức với tựa game Liên Quân Mobile tại Việt Nam. Game bắn súng FPS thì nền tảng mobile cũng có nhiều vô số kể. Tuy là không lấy mức thành công như tượng đài CSGO, nhưng cũng có cho mình những game thực sự đáng chơi. Và riêng với dòng game này, bạn có thể cân nhắc chơi qua là Combat Master, là tựa game cho phép người chơi tham gia những trận đấu súng FPS, dựa hoàn toàn vào kỹ năng cũng như khả năng của bạn. Nó không có những yếu tố siêu nhiên can thiệp quá nhiều vào game, tất cả chỉ dựa vào khả năng bắn súng của bạn. Và cũng là con game nhận được rất nhiều cảm tình từ phía người chơi. Hoặc cũng có thể trông chờ trong tương lai chỉ là Valorant Mobile đã chính thức được cấp phép ra mắt tại Trung Quốc. Và còn nhớ vào hồi tháng 8 năm ngoái, phiên bản beta của nó tại Trung Quốc đã được mở cửa. Phiên bản này nhận được những phản hồi tích cực ban đầu nhờ chất lượng đồ họa chỉnh chu, chuyển động nhân vật và hiệu ứng kỹ năng ấn tượng, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào tựa game này. Và trong lúc chờ đợi Valorant Mobile thì bạn cũng có thể nghĩ qua con game Hyper Front 2.0, là phiên bản Trung Quốc của Hyper Front đã từng phải đóng cửa bản quốc tế vì đạo nhái trắng trợn Valorant, và hiện tại chỉ hoạt động tại thị trường Trung Quốc mà thôi. Và thể loại cuối cùng trong danh sách này chính là game gacha anime, với hai cái tên chắc chắn không thể thiếu là Genshin Impact của MiHoYo và chú ngựa ô Wuthering Waves đang nổi lên trong thời gian vừa qua. Và có lẽ điều này là hiển nhiên khi mình có thể mặc định Genshin Impact là tựa game dẫn đầu của thể loại gacha thế giới mở kể từ lần đầu xuất hiện vào năm 2020. Và cho dù bây giờ đã là năm 2024 với rất nhiều siêu phẩm, thì Genshin vẫn là tựa game có lượng người chơi ổn định với nội dung thường xuyên cập nhật. Và cho dù là bạn có thích hay là chê tựa game này thì cũng không thể phủ nhận sự thống trị của Genshin như hiện nay. Và tất nhiên không ai có thể đứng mãi trên cao, dù đã có rất nhiều tựa game từng tuyên bố là mình có thể đạp đổ tượng đài của Genshin Impact, nhưng mãi cho tới vừa qua thì chúng ta mới được chứng kiến một con game mà mình thấy là có đủ khả năng so trình, và không ai khác chính là Wuthering Waves đang cực kỳ bùng nổ với lượng người chơi đông đảo, và cũng thể hiện rõ sự khác biệt của mình với người tiền bối. Và dù vẫn đang chứng minh bản lĩnh của mình, song có vẻ khởi đầu của Wuthering Waves không được suôn sẻ cho lắm, khi game liên tục gặp phải những vấn đề về nhân sự cho đến khâu vận hành và tối ưu game. Và tựa game này liệu có thực sự thành công hay không thì chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Nhưng theo cá nhân mình, đối với game gacha anime thì có lẽ đây sẽ là hai tựa game tốt nhất, được nhiều game thủ Việt lựa chọn nhất ở thời điểm hiện tại. Và một game bạn cũng sẽ cần để ý tới chính là Zenless Zone Zero, đã ấn định ra mắt ngày 4 tháng 7 năm 2024. Game cũng sẽ có mặt tại Việt Nam của chúng ta, và hứa hẹn sẽ là một quả bom tấn cho mùa hè năm nay. Được kỳ vọng sẽ là con game đủ sức sánh vai với hai người anh là Honkai Star Rail và Genshin Impact. Và như thường lệ, link tải game bạn có thể tìm thấy ở phần bình luận, vậy nên đừng mất công đi tìm cho tốn thời gian nhé. Đồng thời để lại cảm nghĩ bình luận của bạn để mình cải thiện video tốt hơn thời gian tới. Và nếu thấy video này hay và hứng thú với bạn thì đừng quên like video, chia sẻ và đăng ký kênh. Ngoài ra, video mới mình sẽ công khai vào 19 giờ hàng ngày mỗi tuần, nên hãy bấm chuông để theo dõi nhé. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.